cô đi chém rau cả. Không được đâu. Thính câu lục chào tất cả anh em nhá. Hôm nay mình hướng dẫn lại, lâu lắm rồi không đi câu lăng xê thì hôm nay câu lăng xê hướng dẫn lại cái bài mồi câu lăng xê và cái mồi mà mình gửi kèm theo anh em đây nhá. Hôm nay đi chiến buổi tối. Ok anh em. Ở đây có 8 lạng khoai lang luộc này. 1/3 bát cơm anh em nhá. Đó. 1/3 bát sung nguội. Ở đây 2 gói chép tàu nhá, gói chép tàu 15.000 một gói anh em. Anh em nào nếu mà không có thì bảo mình mua chỗ nào mà khó mua thì bảo mình mua hộ cho. Đây, 2 gói chép tàu. Chuyên trôi mấy cả chép anh em nhé. Đấy, anh em nào mà lấy lăng xê của mình ấy, mình gửi theo cái mồi để câu thử ấy, mà anh em câu muốn thử trước xong rồi mới lấy mồi thì bảo mình, bảo còn nếu mà không có chép tàu thì bảo mình gửi cho mình ra lấy mình gửi cho. Cái này 15.000 một gói này, ở tiệm đồ câu bán này 15.000 này. Ok, do là mình hướng dẫn anh em ở cái tờ giấy là 4 lạng khoai lang, nhưng mà đây mình một gói chép tàu với cả một quả chuối và một gói mồi, và một cái gói mồi này của mình. Thế nhưng mà mình nhân đôi số lượng lên thì mình sẽ lấy 2 gói mồi này của mình anh em nhé. Thì mình sẽ cho 2 gói này bởi vì nhân đôi số lượng mà. Mình câu lâu, câu nhiều. Đấy, cho 2 gói này. 2 gói này 8 lạng khoai lang này. 1/3 bát cơm. Rồi. Mình bảo anh em là lấy chuối tây. Với số lượng này thì mình cho 2 quả chuối tây, nhưng mà cái chuối tây hôm nay mình mua thì nó quá bé anh em ạ. Này. Chuối tây hôm nay mình mua nó bé quá, thế là mình cho 3 quả rưỡi đi anh em nhá. Tại vì cái quả bình thường quả chuối tây nó to, quả này nó bé quá. Không không khéo cái cho tất 4 quả anh em ạ. Nó cũng không có một cái tỷ lệ nào cụ thể lắm đâu anh em. Đấy. Ok, phải cho 4 quả chuối đi. Rồi, bây giờ tất cả đảo lên. Bóp mà kỹ ra anh em. Một đoạn mình nuôi anh em lâu lắm rồi. Mình không có câu, nói chung là chẳng câu lắm. Nhưng mà nhà mình có việc. Nhưng mà người nhà mà bị tai nạn nên là bận, không thể đi câu được anh em ạ. Mong anh em thông cảm, nên là mình cố gắng thu xếp lắm rồi. Cái video này vừa đi câu và quảng cáo cái mồi lăng xê của mình với cả cái bộ lăng xê mình hiện tại mình đang bán với cả cái giá trên trời đấy, 50.000 đấy anh em. Mồi câu lăng xê thì là 200k nhá. Nay thì mình sẽ đi xuống cái hồ mà ngày xưa mình hay câu ấy, cái hồ 100.000. Hồ câu giá sinh viên đấy. Thì bây giờ cũng 5 giờ chiều rồi. Mình trộn mồi xong mình xuống đến hồ chắc là nó cũng khá muộn rồi đấy. Đây là mình sẽ câu buổi tối anh em nhé. Mỏi tay lắm rồi, vừa mới bóp một tí mà đã mỏi tay rồi. Đấy, khi mà đúng tỷ lệ thì mồi nó khô khô như này anh em này. Đấy, khô khô như này, xong rồi tí nữa mình cho thêm nước trộn vào.
ra mà cho được nước hồ trộn thì càng tốt, mà không có nước hồ mình ngại ra lên đấy đảo tiếp lắm, tí nữa lấy nước ở nhà nước gì được trôi anh chép nhá. Cái mồi của mình nó ví dụ mà được 10 con đấy thì nó được khoảng tầm 7 con trôi, 7 con trôi, 2 con chép và 1 con chấm. Chứ nó không phải là tỷ lệ nó áng chừng như thế, chứ nó không phải là chuyên trôi nhá anh em nhá. Anh em theo dõi kênh từ ngày xưa đến giờ thì biết rồi. Mình đánh mồi lăng xê, cái mồi này nó lên đủ các loại luôn à. Nhưng mà nó, mình bảo là chuyên trôi tại vì nó chủ yếu là quánh nó dính trôi này nhiều. Anh em làm hồ nào mà có trôi quánh thì cũng được. Hôm nay cái này thấy có lần mình mang đi mình thử quánh lục cũng lên trôi anh em ạ. Không, nếu mà đánh lục này, anh em nếu mà đánh lục nhá, không phải câu lăng xê, anh em trộn nguyên si như mồi lăng xê này luôn, mang ra thả đảm bảo dính cá luôn, 100% nhưng mà cũng phải kiểu dính được, không biết ít hay nhiều thôi. Mình cũng đã thử rồi, ra quánh được con chép hơn 5 cân ở Văn Chiến ấy. Anh em chú ý là bóp thật nhuyễn đó, bóp cho cái khoai nó đừng to nữa, bóp nó nhỏ thôi, nó mịn này. Đấy, thế này là mồi khô này, đấy, đúng không anh em? Quánh thì nếu mà anh em đánh sông ấy, đánh sông thì để như mồi như này, ném ok này. Bởi vì sông nước nó chảy, đánh như những cái chỗ nước chảy, thì còn mình đánh ao thì mình trộn cho nó nhão ra một tí nữa. Mình đánh, nên là mình sẽ cho thêm nước, cho thêm ít nước vào đây. Chắc là một bát nước đấy anh ạ. Mình cho chắc là một bát nước đấy. Vẫn thiếu đấy, khả năng là bát rưỡi nước. Một bát nước rồi nhá. Thêm bát nước, lửa bát nước nữa xem tỷ lệ nó nào. Nước thì tôi cũng toàn áng chừng, chưa bao giờ tôi bong hẳn hoi. Hôm nay nhưng lấy cái bát con to bong thử cho anh em xem. Mùi rất chỉ là cuộn ngon mà. Ok, là một bát rưỡi nước anh em nhé. Với cái tỷ lệ này thì thêm một bát rưỡi nước nữa vào trộn, cuộn ngoánh luôn. Trước là tôi chưa bao giờ tôi bong cái tỷ lệ nước này cho anh em xem mà. Tôi đúng là đầu tiên đấy. Ok, mồi như này là đã ok rồi, rất là ngon, ra ổ quánh là dính luôn, mồi ngon, lăng xê xịn, quánh lên rầm rầm. Hả? Đây để tôi nắm mồi luôn anh em xem. Đây là bộ lăng xê của mình bán cho anh em này nhá. Lăng xê 50.000 bộ, phát xin là ok luôn, quánh siêu ngon luôn. Mình sẽ nắm trước hai cục anh em nhé. Mình đi câu thì thường mình mang đi 5 bộ để phòng trường hợp mà bị mắc cây mắc cối. Đó. Đây là bộ lăng xê mới tinh này, chưa đi câu lần nào này, hôm nay bóc tem này. Mình nắm mồi trước, nắm mồi trước thì xuống đến hồ thì không phải nắm nữa, xuống đến hồ là ra cần ra cung là cứ thế là phang thôi. Mồi này là câu cả ngày đấy anh em ạ. Nếu mà cái mồi của mình rất là hay, nếu mà anh em về mà câu không hết, anh em bỏ ngăn đá cho mình, bỏ ngăn đá để cả năm cũng được. Cứ ví dụ ngày mai đi câu thì cứ anh em cứ áng chừng bỏ trước ra ngoài mấy tiếng đồng hồ cho nó tơi ra, thế nó quánh thôi. Ôi là bóp mỏi tay quá rồi, tay quánh đánh đàn rồi, gãy tưng tưng rồi anh em. Dù
dùng tay rồi, bắt chị Sơn rồi. Đó. Ok anh em, xong một cục này. Thì cái móc cuối này thì cho vào cũng được, không cho vào cũng được, bởi vì cái lúc rơi xuống đằng nào tất cả các cái móc này là tất cả những cái lưỡi câu nó cũng bung ra anh em nhé. Đấy, một cục. Nay thì quay video buổi tối nên là nó không được hay như ban ngày anh em. Tại vì mình còn cửa hàng nữa, thế là mình tranh thủ đi câu buổi tối. Mình đóng cửa hàng tranh thủ đi câu buổi tối thì nó sẽ đỡ bị chi phí tiền cửa hàng. Đó. Nói lại lần nữa, mình ở Hà Nội anh em nhé. Một cái bộ lăng xê này của mình là có 6 lưỡi anh em nhé. Lưỡi thì chuẩn thì xịn thì thôi rồi. Nói với anh em rất chi là nhiều video quay vỉ lưỡi, cắt vỉ lưỡi này rồi. Một vỉ lưỡi của mình có 6 lưỡi thôi. Hàng xịn, xịn xò con bò luôn. À, để ném xuống hồ một cục thì có một cục ở trên bờ rồi ấy, nhỡ mà cá nó ăn thì mình không phải mắm mồi nữa. Ok. Đây anh em nhá. Đó. Cho vào đây luôn. Buộc lại và đi xuống hồ chiến thôi. Rồi, đi xuống hồ thì mình sẽ quay phim anh em xem. Ok, hẹn gặp anh em ở hồ nha. Chào anh em nha. Đây. Hôm trước mình chọn mồi lăng xê để định đi câu. Nắm rồi, nhưng mà loanh quanh lại không đi câu, này vứt vào tủ lạnh. Công việc thế là vứt tủ lạnh. Hôm nay mình đi xuống cái hồ 200 nhà này. Mình câu lục. Thế nhưng mà không phải câu lục, mình trộn mồi linh tinh thôi. Thế để tiến tối mình ngắm lăng xê để anh em test thử cái mồi của mình nhá. Đây là cám gạo rang. Cám gạo rang 5 lạng, 5 lạng cám gạo rang. Với cả cái mồi của mình, cái mồi của mình câu lăng xê. Cho tiến thôi. Đây cả một gói cám trứng. Để thử xem có được cái gì không em nhé. Hôm nay chơi được thì được, chả được thì thôi. Hôm nay là chủ yếu mình câu lăng xê anh em ạ, chứ không phải câu lông. Này trộn cho vui thôi. Ok, thêm mấy ít xốp nữa. Mình đi câu là câu lăng xê anh em nhé. Tí nữa thì mình sẽ nắm mồi lăng xê lại. Đi tí nữa mình giã đông cái mồi lăng xê ra. Hôm trước mình không đi câu, bỏ tủ lạnh đấy. Giã đông ra mình nắm mà. Tí xuống câu thì đến tối mới xuống đến hồ cơ. Tí xuống dưới hồ. Tí xuống hồ để nắm thôi. Chủ yếu là để ném lăng xê xuống nhập ngặng phát. Ném thính ngồi khoảng 1 tiếng đồng hồ xong rồi ném lăng xê anh em nhé. Cái này nó toàn là bột khô, đâm ra là mình cho nước vào mình nhào anh em ạ. Cái này tơi lắm. Tơi ơi là tơi luôn. Tính mồi của mình, cắm gạo mới rang với cả và cắm trứng. Nó rơi cũng rổng đây anh em. Đây ông rổng luôn này. Biết đâu bất ngờ lại được cá hay sao đúng không? Tại vì mình không chủ định đi câu lục. Cái này là ném để chủ hồ người ta biết là mình có ném thính thôi. Chứ còn đi câu lăng xê anh em nhé.
đến tối bắt đầu mình mắc cục lăng xê vào phao, bỏ ra ngâm. Đấy, 5 lạng cắm gạo rang, đây là túi cắm gạo rang qua cắm trứng, đây là cũng được ổ thính rồi anh em. Ổ thính lung tung, biết đâu được cá hay sao, được thì được, không được thì không quan trọng anh em nhé. Đấy, anh em mà mày mà lên cá thì mai anh em cứ thế mà làm theo, một kéo đơn giản lại vớ vi chương. Thế thôi, lấy từ bóng đổ vào thôi. Mình học nhau đến như vậy, cớ sao không phải là yêu? Lâu lắm nên mình không đi câu anh em nhé. Giờ bận nhà có việc nên là không đi câu được. Lăng xê thì mới làm xong, đi câu để quảng cáo cái lăng xê của mình thôi. Đấy, quanh quanh cũng là hơn cân mồi đấy anh em ạ, cả nước còn nữa cũng hơn cân mồi đấy, ít đâu. Ra cho túi thính ném như đúng rồi hả? Đấy, cũng nhiều thính cho phết đi. Xuống hồ ném xong là mình đến tối mình ném lăng xê và mình câu anh em nhá. Hôm nay đi câu tối cơ. Câu tối thì mới ném lăng xê trộm được anh em ạ. Rồi. Để tí nữa mình giã đông với một lăng xê mình nắm mồi thì mình quay anh em xem tiếp nhá. Đây anh em. Mồi giã đông xong rồi nhá. Đấy. Lăng xê này. Câu lục trả bờ thôi. Câu lăng xê cho gấu anh em. Mình nắm hai cục nhá. Hôm trước thì về không câu thế là gỡ hết ra bỏ tủ lạnh. Nắm trước hai cục, sau đấy thì xuống hồ ném thính câu lục, ngồi câu nhá. Nhằm tối thì mình sẽ lắp cái lăng xê này vào câu anh em nhé. Giải trí đi, chủ yếu là để anh em xem quảng cáo của bộ lăng xê thôi. Anh em mà tự buộc lăng xê thì cái dê này buộc đừng để ngắn quá, đừng để dài quá. Ngắn quá thì cá nó khó ăn, dài quá thì nó hay bị rối. Lăng xê mà anh em lấy của mình ấy, đi về đi câu thì cứ cho câu xong thì tháo hạt xốp ra để lơi khô ráo, thế là câu thoải mái, không bao giờ sợ nó bị dỉ. Khoảng tầm 7 giờ tối thì ném lăng xê, khoảng 6 giờ thì xuống đến hồ. 6 giờ là trời cũng tối rồi, xe này ném thì khoảng 5 cục lăng xê thôi, cho vào cần đấy cứ thay nhau ném, nếu mà chắc là cũng không được đâu, cũng 4 cục lăng xê. 7 giờ 8, 9, 10 mình ngồi đến 10 giờ, thế nó mà không ăn thì cũng ném được có 3 cục lăng xê thôi.
Đấy, xem kết quả nào anh em nhá. Nắm trước hai cục đây. Đấy, đi xuống đấy cái lúc mà mình ném ấy, trời nó tối tối rồi, nắm gì biết gì đâu nắm. Đấy. Biết đâu cái mớ cám gạo rang kia lại mấy gói cám trứng lại lên việc hả anh em. Hôm nay người ta không cho câu lăng xê nên là câu kiểu ý, nhưng mà mấy ông câu đấy buổi tối các ông ấy cũng câu như thế suốt mà, có phải một mình đâu anh em. Còn thấy thậm chí còn có ông buổi tối ông còn ném cả hai cần, mình một cần lịch sự chán. À, ok rồi thế thôi, bây giờ cái này cho vào tử bóng khác đi ra hồ, cái này câu mà không hết thì lại về cho ngăn đá, ngăn đá vân đá lần sau đi câu thì lại bỏ ra dã đông như này thôi anh em. Lạnh quá, vẫn còn đang buốt, vẫn đang lạnh tay. Đây, lúc nãy mình giã đông ra thì nó hơi bị nháo. Tại lần trước trộn vừa rồi, thế là mình cho thêm một ít mồi của mình nữa. Thế là một ít chép tàu. Chắc chắn chỗ này là về được thừa rồi. Chỗ này còn 7-8 khúc nữa. Ok nha. Giờ mình ra hồ mình quay anh em xem nhá. Quay thì là câu lục. Nhưng mà tối ném tính lung tung đấy rồi, để tối câu lăng xê thôi. Ok anh em.
Đấy, anh em mới nắm mồi được khoảng tầm 20 phút rồi, 15 phút rồi. Cũng có tâm nhưng mà chắc là không hy vọng gì. Đấy, trời sầm xì tối rồi. Chờ thêm khoảng 20 phút nữa bắt đầu chơi lăng xê anh em nhá. Đây anh em, 6 giờ phát là trời tối thui rồi này. Đấy, phao đây. Mình vừa lắp lăng xê vào anh em nhá. Rồi có lục để hú họa thôi. Đấy, vừa lắp lăng xê vào thì đi câu một mình. Mấy cái cảnh này thì cũng hôm nay cả hồ có một mình ngồi. Vừa nhận được cái thông tin là hồ này đáy đang bị thối. Đấy, đấy đang bị thối đó, không có ai câu, không có ai câu cá cả, có một mình ngồi thôi, nên là leo lăng xê thoải mái. Cũng có một cần đấy, một phao đây thằng này đó. Phao đây, giờ là đi một mình nên là quay phim thì dòng cá thì cái này chắc nó chỉ có lên thì mới quay phim được thôi, chứ còn dòng cá trộm lăng xê thì lại còn quay phim nữa thì nó mà ớm luôn. Thì nếu mà được cá thì mình sẽ lên quay phim anh em xem. Này, test bộ lăng xê với cả mồi của mình anh em nhá. Thời tiết hôm nay lạnh, lạnh cực khoai luôn, 18 độ, hồ lại thối đáy nhá. Để xem lăng xê với cả mồi lăng xê của mình nó như nào. Đó. Một mình một hồ. Ok bà con. Anh em, đây. Lăng xê nhá. Trôi. Ôi thôi chết. Anh không mang túi. Không mang túi được cả. Đúng, được rồi, kệ, cứ để đây đã. Anh em ơi, đây lăng xê rồi. Trôi gấu. Ô anh em, mới 7 rưỡi thôi, nhưng mà về rồi lạnh lắm rồi anh em ạ. Mới 7 rưỡi mới ngồi câu được hơn 2 tiếng thì về. Gió tự dưng nó nổi lên lạnh ơi là lạnh luôn. Ném được 2 cục lăng xê được 1 con anh em nhá. Tí về quay anh em xem. Còn mình dọn đồ đây lạnh lắm. Mặc có một cái áo cộc với cả một cái áo mỏng. Thời tiết 18 độ. Ok anh em đi dọn đồ đây. Hello anh em, về nhà rồi này. Lạnh quá, đây trôi này anh em này. Mình quanh câu lục mất tiếng, câu lăng xê mất khoảng tiếng. Mất ra 2 cục lăng xê của một em. Nó cũng tạm tạm, lạnh quá. Mặc mỗi cái áo ba lỗ mới cả cái áo gió anh em ạ. Thôi, đi thịt này, em này đây anh em nhá. Đấy, lăng xê còn rất là nhiều, anh em nào lấy cứ để lại số điện thoại mồi nữa. Số điện thoại mình alo.